bà làm ơn nói cho mọi người biết là chồng bà đang ở đâu đi. Con bé hạt kẹo đang bệnh kia kìa Xuân ơi. Mấy người bị điên hả? Bộ mấy người có cái lỗ tai để tượng trưng hả gì? Không biết nghe hả? Tôi đã nói là tôi không có biết ông Hoàng ở đâu mà. Tôi lại mấy người mới đúng đó. Nè, có ngon thì gọi cho ông đi nè. Có hỏi em không? Nè, chị Xuân, mấy bữa nay hạt dẻ nó không được khỏe. Hôm qua nó than mệt, tôi phải cõng nó về. Chị Xuân, anh Khoảng không biết cách chăm hạt dẻ đâu chị Xuân. Chị nói cho tôi biết anh Khoảng đang ở đâu, hạt dẻ đang ở đâu đi chị Xuân. Tôi xin chỉ á chị Xuân. Hiện tại con bé không sao đâu, chỉ sốt nhẹ thôi, thì chờ có kết quả xét nghiệm cụ thể tôi sẽ báo lại cho gia đình sau. Tình hình cháu mày sao rồi? Em không biết nó bị cái gì mà người nó nóng như cục than vậy đó. Giờ phải chờ kết quả của bác sĩ thì mới biết được. Chắc là nó không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Con nít đó, nóng sốt là chuyện bình thường. Mày cũng đừng nên lo lắng lắm. Nhưng mà nó nóng sốt kiểu gì đến nỗi chảy máu cam luôn anh. Em sợ là nó bị bệnh gì nặng hơn á. Chứ trước đây mày không biết bình tình nó sao? Theo tao thì mày nên kết thúc cuộc này sớm đi. Kết thúc là kết thúc sao anh? Không lẽ giờ trả nó về cho thằng Mô? Mà thằng Hào nó chưa có thú nhận, em không có cam tâm. Thằng đó có tịch chắc chắn nó sẽ rụt rịch. Dù chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng mày cứ nói với nó là mày đã nắm kết quả trong tay rồi. Mày dọa nó làm lớn chuyện này lên, chắc chắn nó chột dạ. Xem như mày đã nắm phần thắng, kiếm một mớ rồi tính tiếp. Nhưng mà cái vụ này 5 năm quá anh. 5 ăn 5 thua. Mày xem như là kèo 1-1 đi. Mày không làm là mày thua trắng. Nhưng cháu mày lại gặp nguy hiểm. Mày chọn cái nào? Làm đi. Nghe anh đi. Chú Mô, mì tôi nấu xong rồi nè chú. Ăn miếng đi chú. Cảm ơn cô thật. Chị Liễu ơi, lát nữa anh Hào về, tôi nhờ anh Hào giúp. Chị Liễu nói vô giùm tôi một tiếng nha chị Liễu. À, chắc ông cũng sắp về rồi đó. Thôi chú ráng ăn vô miếng đi chú, để mà có sức chứ. Để rồi tìm ra con nhỏ rồi chú không có sức ai mà lo cho nó. Ráng ăn miếng đi chú. Ủa, điện thoại của mày hả? Đâu có, tôi đâu có cầm điện thoại ra đâu. Ủa, điện thoại của chú hả? Của anh Tư Lì cho tôi mượn. Dạ, tôi nghe nè anh Tư Lì. Mô cụ, ông về thành phố lẹ đi. Tụi tôi đã vào la được tin tức của con nhỏ rồi. Anh Tư Lì tìm được hạt dẻ rồi. Tôi phải lên thành phố. Chú Mô, chú Mô, chú Mô.